Hello, chào các bạn nha. Mình làm thêm clip ngày chủ nhật các bạn. Bữa nay không có làm hàng nha. Bữa nay không có làm hàng. Nhưng mà được hai khách ủng hộ một số đơn lớn nha. Cảm ơn khách đã chuyển tiền hết nè. Cái này show qua ha. Con này hàng công nghiệp mà. Bao anh xài. Con này hàng này là không còn phải chê nha. Hàng công nghiệp Japan. Cái này bên bãi cũng còn nha. Khách nào cần thì mình đi lấy nha. Nhưng mà con này mình 1 triệu 8 là giống như thu vốn thôi. Còn nếu mà khách nào cần mình đi bãi lấy á, thì tính thêm khoảng 2 triệu mốt nha. Tiền ship, tiền công này nọ thêm 300 nữa là mới 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 đi lấy được nha. Đó, tầm tầm 2 triệu mốt bao ship. Đó, ship hơn 100 thì coi như là lãi được 200. Ok, bữa nay có một tin vui nha các bạn. Tin vui đây, em nói về đây. Hasegawa nha. Hasegawa. Ha. Thì sau khi mình áo RP7 á, tức là mình xịt ướt RP7 hết á, thì tất cả đều nhúc nhích hết rồi các bạn. Cái băng này thì mình mới chà sơ sơ nè, các bạn thấy quá ngon không? 1% nha, 1% ha. Và đặc biệt cái trục này nó còn ngon ghê các bạn, gần như là không rơ nha, chỉ một đoạn nhỏ thôi ha. Mấy tiệm nào cũng vậy, thậm chí mới cũng có các bạn. Cái này là ấy nha, nhưng mà khi mình có phương pháp khử độ rơ, ví dụ khi vào lại đúng không, mình nhích rưỡi ra 0,01 1%. Băng này thì không cần phải làm nhé, quá ngon luôn, nó êm ru à. Còn sáng giới các bạn, bây giờ mình sẽ đưa nó về trạng thái sáng giới giống vậy nè, sáng giống vậy nha, đưa về trạng thái giống sáng giống vậy đó, đánh nhám mà. Nói chung làm cho nó nhúc nhích nha, để trục này cũng nhúc nhích rồi các bạn nè, đi rồi nè, nhưng mà mình phải rã ra làm cho nó ngon chứ đi nó trầy hết. Mình chỉ cần cho nó quay nè, cho nó nhúc nhích để mình tiện thôi, rồi từ 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 làm tiếp nha. Đó, từng bước không có gấp. Bơm dầu này bữa mình thử còn ngon nha, mình sẽ đi dây lại hết nha, lâu lâu bơm bơm bơm, bữa mình thử nó nhiễu dầu quá trời luôn. Nói chung ok, nói chung là tạm ổn các bạn, tạm ổn nha. Để chế cháo còn mặt phía sau này nè, mình định khi cái trục này ok mình sẽ lòn xuống, đưa một cái trục lòn xuống phả cái này phẳng, mình đặt một tấm thép, đặt đây một cái trục C, một cái trục đứng. Này để làm sau, nói chung từ 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 từng bước ok. Cái này đã bán nha, cái này đã bán rồi nè, cái này thì mai đi nha, còn cái này thì đầu tuần sau bắt đầu em làm, bắt đầu sẽ làm cái này để trả đơn, để xong mình đưa cái máy này đi vô vô vị trí đó nha, vô vị trí đó. Cái này cảm ơn khách ủng hộ. Bây giờ cái cổng này giống như là người bạn các bạn, không có này thì các bạn sẽ không xuống nổi nha, 350 kg. Đó. Cho nên là khách nào mà anh em độ chế á, thì nên có một cái nha, nên có một cái các bạn. Đó, tại vì đồ này nọ đó nó hỗ trợ mình rất là nhiều. Còn cái đồ trên cái kệ này bữa nay mình xả hết nè, để mình đem cái kệ vào trong nha. Mình sẽ xả giá thấp nhất từ trước tới giờ. Anh em lưu ý, chú ý nha, chú ý hàng ngon giá rẻ nha. Mình xả hết trên cái kệ này luôn, để mình lấy cái kệ đẩy vào trong đợi đựng hàng, tại vì bây giờ chật quá các bạn, hết chỗ rồi. Cái này motor 12V, con này trên xe mẹt nha, 12V. Con này cái hệ thống bơm bơm trợ lực, bơm gì các bạn, trên xe mẹt nha. Mà motor nè, đầu bơm bánh răng nè các bạn, bánh răng còn mới tinh luôn, các bạn nhìn bánh răng bên trong mới ken xà beng nha. Bánh răng motor 12V, bình tích áp, bình dầu thủy lực các bạn, nó đi ống nha, nó đi lò 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 bình dầu, bồn dầu đó, thì bơm lên xong dầu dầu nó hồi về đúng không. Con này động cơ bao sóng, bánh răng còn ngon, bộ này hiếm nha. Khách nào mà cần chế mấy cái mini mini á, cần gạt mini mini ép cái gì đó ha, đó thì lấy ha. Con này để các bạn 600k bao ship, giá tốt nhất nha. Cái đầu bơm, motor, rồi bình dầu, zin hết nha, trên xe mẹt. Khách nào về ấy, về coi ống đi sao ha, đi ra đấu nguồn chạy. Trục này xả luôn ha, trục này đó, anh em có thể dựng đứng hay sao đó ha. Này cái này mình bắt được cái không biết cái lỗ bao nhiêu ta,
bắt vừa cái mấy đá mài không à, đá mài vào xài, bắt đá mài vào đắt cái gì đó, đắt cắt cái gì đó, ha. Ở đây các bạn có thể cắt ngắn ngang đây nè, để cho nó không có đội cái đá, cắt ngắn lại thụt vào trong xíu. À, ở đây có cái gờ, bỏ gờ này đi. Ở đây kéo dây cu ro các kiểu 350k, ha, giảm 100k, coi như con này bao ship luôn, coi như là thu vốn à. Đó, mình xả hết nha, để mình đưa cái xe vô trong luôn. Hoặc 320 nha các bạn. Cái này là trả giá được thôi, thua luôn nha, 320. Còn cái con này với con này hiện tại đang mất 500. Xả rẻ, quay ok nha, chỉ mất 500 thôi. Thang còn đầy đủ hết, nhưng mà không có 500. Thang bọng các kiểu cổ góp còn thẳng tưng. Hàng này hàng của Nhật, 250W. Răng chưa mòn luôn. Cái này với cái này. Còn cái này giảm tốc quay êm ru. Bộ này thiếu 500, anh em mà về độ 500. Dây điện cấp là chạy. Bộ này để rẻ các bạn. Con này hàng nó khoảng 10 mấy 14 15 kg nha. 600k cộng phí ship. 600k cộng phí ship. Chỉ riêng bộ giảm tốc này vào đây. 600k, 600k nha. Hoặc là 580k cộng phí ship, giá hết cỡ đó. Xả cho anh em bộ này nữa. À, con này là quay êm ru luôn nè các bạn. Để các bạn thấy quay nè. Chỉ riêng cụm này không, các bạn về chế đồ cũng ngon. Quấn cáp mà. Quấn cáp đây nè. À, chế tời. Cái vít me bên trong bán rồi. Con này là đang Italy nha. Con này mình có hai cái đang chế tời nha. Con này thì không bán rẻ được các bạn ơi. Con này phải bán có lời nha. Con này 1 triệu tư. Hộp số cộng motor chạy mà 2448. À, cái kéo tời 1,4 triệu. Con này xịn sò nha, không có tuông nha. À, trục trục vít nha, không tuông. Tải cao. Con này mình định là làm cái rulo đây nè các bạn. Định gắn cái cuộn cáp á. Cái cuộn cáp thì mình đang đi bãi, mình tìm thêm nha. Anh em nào cần thì đợi giùm, mình cố gắng mình tìm. Tìm hoặc là đang hỏi một bên thứ ba nữa. Gắn cuộn cáp vô các bạn. Gắn cuộn cáp nằm đây nè nha, gắn nằm đây nè. 1 triệu tư nha. Hoặc là giảm thêm 50k, 1 triệu 350 bao ship. Test cho các bạn nha. Đó. Này kéo nhẹ nhẹ khoảng 200 kg thoải mái. Tiếp theo. Đầu bơm bên trong có con một con bơm nha. Bên trong đầu bơm với bình 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 chứa à, đầu bơm ở đây đã lò ra cái cốt như vậy các bạn à, mình chỉ độ chế cái motor vào thôi. Con này á mình định là độ cái motor này nè, một là Mitsuba, một là Mitsuba nha, độ đây nè à. Hai là cái con này, hai là con này nè. Tính ra con này nặng hơn con Mitsuba nha các bạn. Mitsuba có 1,9 kg nha, con này 2 kg nha. Đó, cốt con này lớn hơn nè. Các bạn thấy ghê không? Cái này để bữa nào mình mở bung bên trong, mình review bên trong hai cái cho các bạn coi con nào hơn con nào nha. Coi con mèo nào cắn gà nào nha. Hai con này nè. À, chưa chắc thua Mitsuba đâu nha anh em. Nha. Để mình coi hai con này coi con nào nó khỏe hơn. Đấy mình cũng đang định độ vô. Nhưng mà mình có hai cái, đây một cái nữa nè. Hoặc đồng này đã bán cho các bạn 250 nha, 250 cộng phí ship nha. 250k cộng phí ship, quay vẫn quay êm nha. Đó, 250k cộng phí ship. Còn đầu này thì nguyên cụm này bên trong có này có bình dầu luôn, các kiểu còn ngon. Nguyên cụm này bán các bạn giá 500 chẵn, 500k nha, 500k. Đó, cộng phí ship nha, tại vì giá mình đã đưa về giống như gần như thu vốn con này. Tại vì cái đầu bơm bên trong các bạn à, thì cũng đã 4-500 rồi. À, chưa kể là cái bình dầu cỡ này khá là lớn, bình dầu lớn. Rồi một cái vàng gọi là cái vàng ấy đó các bạn,
ống á, đi alo alo. Cặp 750 anh báo Zalo, em đang làm cái clip, cái cặp 750 bao ship hoặc chuyển khoản 700. Mấy cây bữa nay mình về thêm 3 cái nữa là đủ bộ nha, tổng là 8 cái, 5 với 3 là 8 nha. Bữa hôm qua mình về 5 cái, bữa nay về 3 cái, nó có lép với rai các bạn. Nha, lép với rai nha, nó phải đủ bộ á. Mình đã lấy đủ bộ về hết rồi, là 4 bộ. 4 cặp. Hôm qua bán được hai cặp nha. Thì còn được 2 cặp. Còn được 2 bánh. Ủa 2 cặp chứ, 2 cặp là 4 bánh chứ. Còn cụm này định chế chục tách các kiểu các bạn. Hàng này TSK nha. TSK cấp cấp chính xác cao. SKR33 servo 100W có thắng. Con này là chạy 4 bi nha, hai bốn hàng bi nha, bốn hàng bi đế thép nha. Các bạn nhìn như vậy chứ nó rất là cứng nha, các bạn đừng có nghĩ mà nó ray ốp má mà không cứng nha. Ốp má nó có hai loại nha, một là hai hàng bi mỗi bên một hàng, và loại thứ hai là cứng nhất là bốn hàng bi mỗi bên hai hàng. Các bạn thấy mỗi bên hai hàng không, thì nó sẽ tì cứng nhất nha, cứng nhất là mỗi bên hai hàng, đặc biệt là ray ray thép nha. Còn ray nhôm á thì nó không bằng nha, ray thép các bạn nó xịn hơn. Cụm này 800 bán nhanh. Để như vậy luôn, có đế nhôm rất là đẹp. Đầy đủ cảm biến Panasonic. Cảm biến xịn. 800. Đó. Bao ship. Còn một số cái khối nhôm này anh em lấy cứ 150k một cục nha. 150k, 150k. Còn cục này á, cục này là 208 cộng phí ship, 208 cộng phí ship nha, 208 cộng phí ship, cục này 150k là xong hết cái sàn này. Mình đẩy chiếc xe vô trong luôn cho nó rộng rãi, hết chỗ chật quá. Tối nay lên cái clip nha, lên cái clip sắp vô kéo cho các bạn coi một con motor giảm tốc của Nhật 100V. Hình như 200 chứ, 200V 3 pha, đấu tụ chạy 1 pha. Đó, kéo qua cái dây cu ro, kéo cái này, cái băm này. Trọn bộ là 1 triệu 8 nha. Về cấp 220 là xài. Cái bộ băm này anh em nào lấy về băm. Hàng của Nhật. Bạn nhìn gối. Hàng của Nhật inox. Inox nó dày gối nè. Chỗ này mở bò nha. Đặc biệt là những khách mà có những cái ứng dụng mà đang sản xuất vừa và nhỏ đó, muốn băm muốn tơi cái gì đó nha, đó, cho nó nghiêng lên nha. Ở đây cấp cấp vào, ở đây nó đi ra, nó xoay 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 nó đi ra đây nha. Inox, vệ sinh lại, hàng của Nhật, cực ngon luôn. Các bạn nhìn nó gia công, rồi hàng từng mối hàng các bạn nhìn, 1,8 triệu nha, lu motor. Còn hai cái vỏ này nha, anh em nào cân hết nha. 65k một ký cân hết về bán lại. 65k một ký nha. Cân hết. Đó là bán hết nha, mình xả nha. Hàng mới 100%, các bạn hình như hàng mới nè. Cái này anh em nào ở nhà có máy đánh bóng á, bạn đưa vô đánh lại một cái nha. Đánh bóng đồng với lại đánh bóng bánh bánh bánh, bánh vải á. Đánh cho sáng lại bán. Đó. Kẹp 13 ly. Còn kẹp nhỏ là 10 ly nha, này của Mỹ, của ta. Còn cái này là của Germany. Đó, kẹp 10 ly, toàn hàng xịn. Nhưng mà không có côn nha, toàn bộ răng hết nha. Anh em lấy về bán lại. Cân hết 65 ngàn, càng ký cân hết nha, hai sọt này. Lô này mình đang chào bán 100
đếm hết nha, 160k một cái đếm hết bao ship à, hoặc là tới nhà chở 150k một cái. Hàng này có nhiều anh em người ta làm kiếm cơm được luôn các bạn. Quấn lại nha, các bạn lên mạng người ta chỉ á, quấn lại chạy thuyền, chạy 24V 12V, chạy thuyền câu, bơm nước, xe đạp điện. Các bạn lên mạng coi nha, phát điện. Con này là càng ngày càng ít, càng hiếm hàng nha. Quấn lại, thậm chí có anh em độ lại 500 trắng, con này rất là khỏe luôn. À, anh em nào làm được về kiếm cơm thì liên hệ mình có giá tốt hơn nữa nha. Còn lô này bữa nay có khách hỏi mua 1 tấn mốt các bạn, nhưng mà giá nói chung là mình tại vì hàng này á là nó đã thành hàng hiếm rồi các bạn. Hàng này khả năng cao sẽ không có về nữa nha, cho nên mình quyết định là mình để bán lẻ lẻ. Mình còn ở đây khoảng 2 tấn nha, khoảng 2 tấn, hai bành. Với thêm 1 tấn mình chuẩn bị về nữa là 3 tấn. Với ở đây khoảng hơn 1 tấn nữa là 4 tấn mấy. À, ôm hàng dữ thiệt. À, hơn 4 tấn motor. À, hơn 4 tấn motor. Cái này không có không còn nữa nha, mình ôm mình bán trong vòng khoảng 3 năm, 2 tới 3 năm. Thì mình ôm được hàng nhiều cho nên là giá bên mình là gần như tốt nhất nha. Anh em cứ 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 so giá nha. Thậm chí có nhiều kênh khác, có nhiều shop khác đang lấy về xỉ về bán lại. Đang đang lấy về bán lại cho nên là giá thấp nhất nha anh em. Đó, anh em nào có nhu cầu thì ủng hộ. Con 100W nè, con này là mình bán 450k thì à con này 200. Ừ. Con này 100W rồi các bạn. Này các bạn thấy không, mới tinh to đùng. Ha. Giá cực rẻ luôn, 450k. Anh em nào làm được liên hệ nhé. Giá thấp nhất. Con này những shop khác bán 6-700. Còn con 300W này các bạn coi những shop khác nha, 1 triệu tư. Nhà bên mình bán 1 triệu. Triệu. Một triệu bao ship. Bánh xe này còn hai cặp nha anh em. Bánh xe này là bánh xe máy xới nha, bánh xe máy xới rìu bi nha, à, vành thép nha. Vành này mà có anh khách nói sợ bị nước biển ăn các bạn, các bạn đừng có, cứ trải nghiệm đi, có mấy trăm ngàn à. À các bạn cứ xài cái này, các bạn xài 10 năm thử coi nó mục không. Đó, thì các bạn kiếm cái vành inox ở đâu ra, cho nên là mình cứ bảo trì ha, bảo trì này nọ mình xài thôi, trải nghiệm. À, đặc biệt là những cái ứng dụng mà nó đem lại cái lợi ích kinh tế á, thì các bạn cứ triển khai làm, à, đừng có trì hoãn. À, ví dụ như 10 năm mà nó đem lại bạc chục triệu thì thôi, nói chung là có lời á, có mà nói chung rất là dày nhá, nói chung tùy anh em quyết định. Còn hai bộ 750k một bộ, có lép và rai nha, lép và rai phải hai bên các bạn. À, bánh máy xới một cặp như vậy các bạn chịu tải 200 kg thoải mái nha, thoải mái luôn. Đây ngày hôm qua mình gần như là đã bỏ hết công ra để cái này để mod. Mình đã mod IC tua cao nha, mod IC tua cao một bộ như vậy là 860k, giá rất là tốt. Đã mod tua cao 24V cộng với cái vấn đề là mình đã đấu một cái bo kích chạy tự động đặc biệt cho những khách mà chuyên bơm nước các bạn. Tại vì cái bo này nếu mà không kích chạy tự động là khi các bạn cấp điện nó không có chạy nha, nó không có chạy, các bạn phải tới đây, các bạn phải vặn lên, à, các bạn phải vặn lên nó mới chạy đó. Ô, xin lỗi hơi rung nha. Sắp tới khả năng cao mình sẽ nâng cấp cái điện thoại lên tốt hơn các bạn, để khi mình lỡ rung rung á nó cũng chống rung quang học á, để cho các bạn nhìn nó hỏi nó ok hơn. Alo. Cặp lớp bán chat Zalo gì, em đang làm cái clip chat Zalo chat em nhờ chat giùm báo tin nhắn. Đang bận đang làm clip.
đó ông không hiểu sao ta. Nha, ở đây 860 thì hiện tại á, cái này mình đang lấy lại một cái mối khác ở mình đang lấy lại của người ta nha. Mình đang tiến hành nhập Trung Quốc về. Đó, nếu mà mình nhập được một lô số lượng lớn á, thì giá nó sẽ thấp hơn nha, để cạnh tranh thị trường. Đó, anh em sau đó mình sẽ cung cấp sỉ luôn nha. Đó, mình sẽ làm những cái clip mà cung cấp sỉ luôn và nhập hàng về cho các bạn coi. Đó, và cung cấp sỉ cho các bạn. Khách nào đang chế bơm con này các bạn lên mạng coi nha, có những shop họ làm để kiếm cơm luôn các bạn, làm kiếm cơm nuôi gia đình luôn. Có những kênh mà chuyên về bơm Mitsuba nha. Mitsuba không chỉ 500W các bạn, cũng có cái loại mà 650W nữa nha, là nó có hai loại. Nhưng mà hiện tại trên thị trường nhiều nhất là 500W nha. Đã chế bơm rất là thành công những shop khác. Bên mình thì biết nhưng mà nhiều việc. Nhưng mà sắp tới khả năng mình cũng sẽ mở một kênh. Không phải mở một kênh các bạn, tức là mình cũng chèn vào kênh này luôn, nhưng mà vấn đề là nhập bỏ sỉ, ráp đầu bơm, nhập bỏ sỉ, ráp đầu bơm. Và thứ hai ba là bán lẻ nha, bán lẻ cho các bạn. Đó. Hiện tại 860k đã là rẻ nhất thị trường, cộng với là với cái bo kích chạy tự động ha, xịn sò ha, cộng với mình làm hết luôn, cộng tua cao. Anh em về độ chế bơm nước chạy thuyền câu 12 24. Khách nào cần 12 thì báo nha, mặc định là 24 tới 48 nha các bạn. 24 tới 48 nha. Khách nào 12 thì báo, tại vì 12 sẽ có mod khác nha. Đó, cho nên là anh em chú ý nha. Con này mai trả đơn luôn ha. Tối nay mình không làm đơn, nhưng mà tối nay mình không có là gói hàng, thì mình sẽ gói đơn để sẵn ngày mai mình xuất đi hết. Mai đi luôn. Đi hết. Con này hồi nãy mình giới thiệu tới đây các bạn, còn con nữa nha. Là 250W. Giá 650k. Con nào ta? Như con này các bạn. Con này. Chế tời kéo bạc các kiểu. Lô động cơ bước step 2 pha 2A, hàng step xin xịn sò. Lô này đi kèm với rai hãng nha, xanh máu xanh. Bộ như vậy 180 nha. Khách nào lấy 3 bộ thì 450. Khách nào lên máy mini nha. Cái này thì mình cũng sẽ cố gắng ráp một bộ và mình chạy cho các bạn coi để bán hàng nha. Cái này thì mình sẽ cố gắng ráp lên một bộ mẫu. Cái hộp số này thì tạm thời mình không bán nữa nha, tại vì có mấy tiện về rồi. Con này cốt 9 ly thì mình sẽ tiện nha, mình sẽ tiện cái cốt nè Mitsuba xuống 9 ly rút vào các bạn và làm bát làm đồ nha. Đó, có mấy tiện rồi thì nó khỏe hơn nha. Thì khi đó thì con này các bạn hả, chế tời các kiểu nha, chế tời kéo tời các kiểu tải cao. Quạt 140 cái các bạn, điện 220 hàng Taiwan nha, điện 220 hàng Taiwan, 140 cái cấp điện là xài. Quạt dông 280 nha, 280 đấu dây ra hết về khách kia chạy thôi nha. Đang nợ cái đơn này để tối nay cố gắng cho xong. Ngoài đây tí nữa mình làm cái clip test các bạn, tí nữa làm clip test 1 cây nha. Đã có đơn 1 cây, cảm ơn khách đã cọc nha. Thì tí mình làm clip test hình như là 2 cây nha, hình như 2 đơn. Mình nhớ mày bữa nay có một anh lấy, không biết có phải không, có một anh ngày hôm qua cọc. Mai test luôn là coi như xong cho đi hết để lấy không gian cho hàng về. Ok, mệt quá,
quay sơ cho các bạn coi vậy thôi các bạn. Khách nào cần gì liên hệ shop nhé.